cho đấy, xong mình cho tay vào đây này. Đấy thì khi mà massage thì chị mặc theo một cái áo mỏng này, đừng mặc áo phao nhé, hay là cái gì nó dày quá thì đôi khi mình massage nó không kiểu là tạo được cái cảm giác thích hơn đấy. Đấy thì với cái túi khí vai này, chẳng hạn như người mình tầm này mình chỉnh như này được, cái vai này mình có thể chỉnh được. Đó, ok, chị đứng sang bên đây em sẽ hướng dẫn chị cái dùng cái bảng điều khiển luôn. Đầu tiên cắm điện thoại xong mình bấm vào cái nút này là nút nguồn, bấm vào đây, chỉ cần bấm đúng một nút đấy thôi. Đấy, thế xong là khi mà bấm xong cái nút đấy nhá, thì ghế là sẽ cần khoảng 1 phút 30 giây để nó quét cơ thể. Thì bây giờ khi mình bật lên chị nhìn cái ghế nó đang lùn ra đấy, để nó ngã nó không quọ vào tường. Thế khi nào mà dùng xong thì ghế nó sẽ tự co lại, cái này là tự động đấy. Thì bây giờ nhá, khi mình chỉ cần bấm mỗi nút này cho em thôi này, thì ghế bắt đầu sẽ tự điều chỉnh tư thế này. Điều chỉnh tư thế của ghế này. Và bây giờ cậu thấy ở lưng ấy, nó có cái hệ thống vi ấy, nó lừ ở lưng này. Cái tí nữa cái bắp chân thì nó sẽ massage. Đấy, thì là bây giờ nó đang trong cái thời gian 1 phút này là nó sẽ định vị cái cơ thể đang ngồi trên ghế, xem là cái chiều dài cuộc sống bao nhiêu và cái cân nặng của người đang ngồi bao nhiêu để nó đưa ra một cái lực phù hợp. Cái ghế này nó như vậy chứ không phải là ai ngồi lên cũng đấm như nhau. Đấy. Thì khi nào ấy mà nó có tiếng tít tít là có nghĩa là nó mới vào một chọn cho mình một cái bài, ví dụ đây là bài massage toàn thân, nó sẽ lựa chọn cho mình cái lực và cái bài đấm nào cho nó phù hợp. Đấy. Thì nó là mình cứ chọn, chỉ cần bấm mỗi nút này thôi, là mình bắt điều khiển vào đây là ghế này nó sẽ tự động hoàn toàn luôn. Còn đây là do ghế nó tự chọn cho mình cái tư thế nằm. Còn khi nào ấy, mà chẳng hạn như là cậu muốn ngồi xem tivi máy tính hoặc là muốn ngồi ngả nữa ra thì bắt đầu mình mới dùng những cái nút này mình điều chỉnh nhé. Đây có 4 cái nút này, thì bên đây là cái nút này là điều chỉnh cho có thấy không, mũi tên ở phần đầu cũng là điều chỉnh cái ghế này nó ngả lên hoặc là cái này ngả xuống này. Đấy, thì ở dưới đây là phần chân, riêng cho cái phần chân này chân có thể nâng lên thì chân hạ xuống nhá. Thì ví dụ như mình thích nằm ngửa ra tí nữa đúng không, để mình thì bấm vào đây và giữ, bấm vào đây giữ, đúng không? Giữ khi nào mà thấy vừa với lực rồi đó, thì mình thả tay ra. Thì tương tự cũng vậy, bây giờ tôi muốn ngồi thẳng dậy một tí nữa thì bấm vào đây giữ đó, ngồi đến cái tầm nào mà thấy nó vừa rồi là mình thả tay ra. Thấy cái tầm này vừa rồi thì ok đúng không? Nhưng mà vừa cái lưng rồi nhưng mà cái chân này muốn nó lên một tí nữa thì lại cái chân bên đây mũi tên lên. Đây là nâng cái chân lên này. Đấy, thì tương tự đây là thả chân xuống này. Đấy, đây là điều chỉnh cái tư 4 nút này là điều chỉnh cái tư thế ghế của mình nhá. Còn cái nút 0 này đây là điều chỉnh cái tư thế massage không trọng lực. Khi mình bấm vào cái nút này thì ghế sẽ điều chỉnh cho mình một cái tư thế là giống như kiểu là khi hành gia ở ngoài vũ trụ, nó sẽ điều chỉnh cái tư thế là chân sẽ cao hơn tim. Để lúc này những người nào mà có triệu chứng bị mất ngủ thì nên sử dụng cái tư thế này để cho cái lượng máu nó đẩy về tim nhiều hơn. Đấy, thì nó sẽ dễ ngủ hơn rất là nhiều. Nếu mình không thích cái đấy thì mình lại dùng cái kính này mình điều chỉnh, ví dụ như ngồi thẳng thẳng một tí. Rồi ok. Còn đấy là về cái tư thế ghế. Còn đây là cái bài tập này thì ghế nó chọn cho mình. Cái bài này là bài massage toàn thân. Bài này thời gian của nó 20 phút. Đây cái chỗ số 19 này nhá, là thời gian đếm ngược. Còn 19 phút nữa. Đấy. Thì các cái này nó có cái bài cái này cũng như là cái này là đang massage cái cường độ vừa phải. Thì ví dụ đây nhá, E này là tư khí. Ví dụ mình mà thích cái phần khí này là khí là những cái phần mà nó bóp cái tay này, mình muốn nó nặng hơn nhá, à mạnh hơn tí nữa thì mình bấm vào đây. Đấy, ba vạch như thế này thì có nghĩa là mạnh nhất, còn bấm một vạch này thì có nghĩa là nó sẽ massage nhẹ nhất. Hai vạch là trung bình. Thì tương tự cũng vậy, bên đây nó là điều chỉnh cái độ mạnh của viên bi này. Đấy, đây là độ nhanh chậm và có cái phần massage chân. Còn đây nè, đây nó cái đỏ này thì có nghĩa là nó đang hoạt động ở cái bài tập tự động này, nhưng mà nhà mình thích chọn bài nào thì mình có thể hoàn toàn là do ý mình. Đây là toàn thân nhé, leg shoulder này cũng như chuyên cho cái phần vai của cái. Còn đâu là cái stretching này, đây là bài kéo giãn đấy, chỉ là cái bài kéo giãn cơ thể đấy. Là bài này light time, là bài là du ngủ, bài này là massage nhẹ nhàng, bài này là bài đong đưa. Thì cái ghế trong quá trình massage nó sẽ hơi ật lên là xuống để giống như cái bóng, đúng không? Còn đây là bài này là chuyên cho vùng mông và thắt lưng. Đấy, bên đây là cổ gáy, bên đây là mông thắt lưng. Thế là những bài tự chọn này hả? Bài tự động đấy ạ. Mình thích bài nào thì mình chọn vào đấy. Ví dụ hôm nay ngồi bài này, rồi mai cho thử ngồi bài này đi, hoặc các bài này tìm mình. Ví dụ đang chọn một bài này nhưng chuyển bài khác được. Ok, ví dụ đang ngồi bài này giờ không thích bài khác lại bấm vào đây, lại sang bài vai gáy. Đấy. Bên đây là cái điều khiển tự chọn. Cái này khi nào mà mình muốn, ví dụ như là đấy như em nói, chẳng hạn như là muốn hôm nay mình muốn tập trung massage mỗi vùng thắt lưng thôi hoặc là mỗi vùng cổ thôi, thì mình dùng cái này để điều chỉnh nó massage đúng tập trung vào một điểm ấy thôi. Còn đâu nếu mà ở bài tập tự động nó sẽ toàn thân chị nhé, nó cứ lần lượt từ vai đến chân, từ chân đến ngang, đúng rồi theo thứ tự đấy.
Còn đây có bốn cái nút này. Nút này là chế độ sưởi. Bấm vào đây, à, bấm vào đây là nó sẽ không sưởi nóng. Khi mình bật lên, còn nhìn ở đây nó có cái này là nó đang làm nóng cái quả cầu đấm. Còn khi mình bấm vào đây mà mất cái này, mùa hè nó nóng cái gì thì mình bấm vào đấy nó mất cái này đi thì cũng như nó không làm nóng cái phần quả cầu nữa. Đâu như nào nó mất đây như này không có gì là mất nhé. Và tự động bật lên nó như thế này là nó báo là nóng cái quả cầu đấm. Còn đây cái heating này, đây là nhiệt. Nếu bấm vào đây tí nó sẽ sưởi ấm cái cánh tay của mình. Đây, em cứ để nhé, tí cho cậu cảm nhận nó ấm cánh tay. Còn bên đây là cái nút này là massage đầu. Khi nào chụp cái này vào đầu mình muốn massage đầu thì mình mới dùng đến cái nút này. Mà các chế độ này là thôi à? Đúng rồi, khi đúng rồi, cái bởi vì cái đầu nó có rất là nhiều các hệ thống thần kinh, cho nên khi mà massage đầu là các vị trí khác nó sẽ dừng. Đấy, đầu là nó là một cái tính năng riêng đặc biệt luôn. Còn đây là nút này là music, này là massage theo điệu nhạc. Cái này thì chỉ kết nối bluetooth với máy nhé, nó sẽ massage theo điệu nhạc luôn. Ở đây em sẽ thử cho chị luôn. Đây em lấy điện thoại của em nhé. Điện thoại lên đang quay. Đây em sẽ kết nối cho chị luôn, lần sau cứ thế là nó massage music chị kết nối lên. Nó khi nào nó nói là sẽ được. Đấy, báo là đang đã kết nối là ok. Bây giờ em sẽ mở rồi. Máy khác thì thế nào? Máy nào cũng được, cứ tìm ra lại kết nối vào thôi. Em sẽ tìm đây nhé. Ví dụ chẳng hạn những bài đây người xì. Gỗ đây. Đây nhá. To nhỏ là mình điều chỉnh bằng điện thoại của mình. Đấy, thì khi nhá, chị kết nối nghe nhạc vào đây thì có nghĩa là bây giờ là nó chỉ là nghe nhạc thông thường thôi. Thế nhưng nếu chị bấm vào cái music này thì nó sẽ massage theo giai điệu của bài hát này luôn. Đấy. Giờ còn nhìn nhá, nó em bấm vào đây nhá. Theo tốc độ và bây giờ đúng rồi. Và bây giờ như em cho nhạc bé đi thì nó sẽ đấm nhẹ. Em cho nhạc to lên nó sẽ đấm mạnh. Rất là hay luôn. Nhưng mà đấy. Mở nhạc nhảy thì thôi rồi đấy. Đúng rồi, đây em sẽ mở thử bài nhạc sáng để con này cũng nghe luôn. Nó có dùng toàn phần hay một lưng, cả lưng, toàn thân, phần trên, chân. Đấm theo cái giai điệu của bài hát này luôn. Đấy. Nó rất là hay luôn. Cái này là không phải tắm đúng không? Không, cái này kết nối vào YouTube. Đấy, xong rồi thì cái này rút điện thoại vào đây. Ở bên đây là để điều khiển xong là cứ ghép mình vào YouTube luôn. Mình không phải bấm nhiều thì mà bấm một lần thì ghế này nó tự động auto hết rồi. Chị đang ngồi như này mà chị có khách thì muốn tắt thì chị cũng bấm vào đây tắt. Nhưng mà muốn dậy ấy, còn không làm hết bài của nó thì nó sẽ giữ như tư thế ghế này của chị. Khi nào muốn dậy thì cũng bấm như là bật tắt tất cả ở đây hết. Lúc này là lúc tạm dừng một khoảng, cái này không cần quan tâm cái này đâu. Mình không cần dùng những cái này nữa mà tạm dừng một tí không phải làm tiếp. Đây đi bấm về. Đang chạy cái bài. Đây là tắt tạm dừng. Đang chạy cái bài 20 phút. Rồi muốn tạm dừng một tí. Đây là con gì khác đúng không? Bấm này khác, thế là bấm cái bài này nhá. Là nó tặng hết cái nó tặng dừng, đây là tặng dừng toàn thân. Nó giữ cái tư thế để cho mình ngồi thôi. Giống như cái ghế ngồi thôi. Bấm vào đây nó lại hạ xuống dần từ từ, nó sẽ hạ từ khoảng. Nó chỉ cứ bật tắt kìa đây kìa. Còn nó chỉ cứ bật lên hiệu bài 2 phút thì à chị không thích luôn. Bấm là nó lại tắt đi mà. Đấy, và là bật thì nó sẽ chạy vòng tròn này và nó sẽ chọn cho mình một cái bài phù hợp. Ví dụ như là cái này nhá, là chị kiểu ngồi liên tiếp với người này đến người kia thì chị nên ngồi cái máy này tầm khoảng 1 tiếng rồi nó cho nó nghỉ khoảng 15-20 phút. Và mình muốn một bài này và cái này người ta không nên khuyến cáo là một người không nên ngồi nhiều mà muốn một bài nó 20 phút. Một ngày mình nên ngồi 3 lần, sáng là sau khi chị ngủ dậy ấy, chị vừa tập thể dục ý, nhưng mà chưa ăn sáng nhá thì nên mình nằm một tiếng khởi động 20 phút để cho cơ thể mình có nuôi khí hết này. Xong rồi trưa là mình ngủ dậy trưa đấy nằm. Mà nó còn là tối, bài rất là quan trọng, nó là bài tối trước khi đi ngủ. Tối khi đi ngủ thì làm ở đây xong rồi thì vượt qua rồi thì ngủ rất là ngon luôn. Giúp cho máu huyết lưu thông, xương khớp nó được thư giãn, các ổ xương khớp nó được thư giãn ra. Nếu mà không chọn bài, tôi nhất là chỉ bật đây thôi. Đúng rồi, chỉ cứ bấm vào đây, xong nó tự chọn cho mình được. Còn khi nào mình thích thì có thể bấm bất kỳ một cái nút ở xung quanh hoàn toàn, bài đã được. Thoải mái không? Sao
không, đây là một bài tổng hợp khác. Còn như là đây chẳng hạn nếu mà đây nó cho cả như là một mâm gỗ rồi, còn bên đây nó chỉ là một món ăn nào đấy bất kỳ thôi đấy, kiểu thế. Ok anh đúng không?